body, I just gotta say. Back, 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 back it up, baby, drop it down low. Dig it up, girl, I'm ready to blow. Stack, 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 stack it up, and I'm spending it all. Now go it up. Start looking like a Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi chiều thứ bảy vui vẻ. Vâng, hiện tại bên cạnh tôi đây là một chiếc xe rất là hot trong 2 tuần vừa qua các bạn. Quá hoành tráng các bạn ha. Vâng, chiếc xe này là của hãng Yamaha. Tên của nó là BG1, BG1 hay còn gọi là BG1. Đó, chiếc xe này hiện giờ được phân phối chính hãng của Yamaha, giá đâu đó khoảng độ 30.500.000 đồng, chưa giấy tờ các bạn. Và chiếc xe này đã là nguồn cảm hứng và đã được rất nhiều cộng đồng, những người mê xe, thậm chí là cả xe phân khối lớn đều để ý quan tâm tới cái dòng này, tại vì nó quá nổi bật đi. Cái nổi bật đầu tiên là về một cái giá rất là bất ngờ. Đó, nó chỉ cao hơn chiếc Sirius một chút xíu thôi. Nhưng nó được trang bị đó một bộ lốp gai để chuyên đi địa hình. Đi địa hình và dạng nặng luôn á, chứ không phải là off-road luôn. Đó, cặp lốp gai đập vào mắt mọi người, gây ra một cái nguồn cảm hứng các bạn. Và đặc biệt cái xe, một cái form này không biết gọi là form gì. Đó, rất là phong cách, đặc biệt là cho cả giới trẻ, thanh niên cho tới người lớn tuổi. Ây da, ồn quá. Từ thanh niên cho tới người lớn tuổi và thậm chí cả các bạn nữ với nhiều cá tính đều thích chiếc xe này. Đó, cái form của nó nhìn nó rất là ngầu, rất là lạ, mà từ trước đến giờ trong vòng mấy chục năm qua chưa từng có các bạn. Đó, chưa từng có. Đó, tôi xoay một vòng cho các bạn xem. Thân xe thì đâu đó chỉ khoảng độ 100 kg. Và bình xăng 5,1 lít. Đó thì nó sẽ rơi vào nhớt nữa. Đâu đó khoảng 107 kg là trọng lượng ướt. Và với cái form này á, thì các bạn sẽ dễ dàng độ chế để tạo thành một dòng xe classic, một dòng xe địa hình rất là hay. Và hãng cũng công bố rằng là trong nay mai sẽ có những cái bộ ba ga, những cái option đằng trước, đằng sau, những cái phụ kiện nó phù hợp với nó mà các bạn không cần phải tìm kiếm nhiều, chính hãng luôn. Đó, phong cách. Vâng, tôi ngồi thử các bạn xem. Tôi cao 1m7. Đó, và ngồi lên chiếc xe này thì cái cảm giác đầu tiên đó, khi mà mình thấy chiếc xe này ngoài đời á, thì nó to hơn là cái dự kiến của mình. Mới đầu tôi coi trên hình ấy, thì tưởng là nó bé thôi, nhưng mà nó rất là to. Và một cái tay lái rất là rộng, rất là thoải mái. Nó gần giống như là những cái dòng xe mà ADV đó, mình có thể đứng lên và mình chạy được đấy bạn. Đó, mình đứng lên đây. Đó, mình đứng lên để mình chạy off-road được. Đó, tay lái rộng, cao, rất dễ sử dụng. Và đây là một chiếc xe không phải là xe tay côn, nó là xe số thôi. Có một cái tay dắt đi kèm theo xe rất là tiện. Đó. Vâng, chỉ là một cái xe số đó. Với một cái càng số 4 số tới, 1, 2, 3, 4. Đó. Mình mở máy thử. 1, 2, 3, 4. Vâng, 4 số vòng nguy hiểm các bạn. Vâng, đây là tôi, theo cái từ của tôi gọi là 4 số vòng nguy hiểm. Tức là các bạn vào cái số 4 là nếu đạp tới nữa thì nó sẽ về số 0. Cho nên các bạn lưu ý nha. Đó. Với một số xe bình thường thì số 4 là mình phải về 3, 2, 1. Nhưng đây là về số 0 luôn.
Ok, mình ngồi lên thử. Vâng, tôi cao 1m7 thì vẫn không chống được gót, mặc dù mang đôi giày dày khoảng độ 2cm này, nhưng mà cái gót của nó không chống được, mình vẫn phải chống bằng hai mũi chân thôi. Vâng, xe có đèn hazard này, đèn ưu tiên. Vâng, bình xăng 5,1 lít khá là lớn đối với những dòng xe này. Phân khối nó thì chỉ là bao nhiêu ta? 117cc. Đâu? Con này là được trang bị động cơ 113,7cc. Đó. In sau thiết kế rất là phong cách các bạn. Dài ha, để tạo cho mình cái cảm giác ngồi. Đó là mình có thể ngồi lùi ra đằng sau. Ngồi lùi ra đằng sau. Đó, hoặc là khi cần, đó, mình chồm lên đằng trước ngồi thế này rất là thoải mái cho một người. In thì nãy giờ tôi trải nghiệm chạy khoảng độ mấy cây số thì khá là ổn. Cái tư thế này hoàn toàn là phù hợp với tất cả mọi người. Nó không quá thấp và nó cũng không quá cao, vừa ok. Vâng, có đèn passing luôn. Vâng, bộ đèn sau này rất là ngầu. Đèn tròn. Cái đuôi này mình có cảm giác giống như là chiếc Yamaha GSX các bạn ha. Đó, cặp đèn thì là giống R13 các bạn. Cái đuôi này nó chống sốc này, còn cái đuôi này thì rất là cứng. Cứng. Hai cái túi này là chỉ mới được trang trí thêm ạ, chứ nó không có cái túi này. Vâng, một cây bô thì cũng bình thường thôi. Đó. Đồ để chân là thiết kế theo kiểu gập được này. Vâng, chân trống dựng lên rất là nhẹ nhàng luôn. Nói chung là nếu như các bạn cần một cái chuyến đi ngắn, các bạn muốn đi phượt và cần một chuyến đi ngắn khoảng độ Cần Giờ nha, hoặc là Phan Thiết 200 cây, Vũng Tàu 120 cây đó, hoặc thậm chí đi Đà Lạt cũng được nữa, thì chiếc xe này được trang bị động cơ này đủ sức để các bạn đi. Với một cái tốc độ, tôi nghĩ rằng một cái tốc độ an toàn, tức là đâu đó khoảng độ 70 km/h là ok các bạn. Đương nhiên có thể chạy nhanh hơn. Vâng, tôi rất thích cái form này. Nếu như mà có điều kiện thì tôi sẽ bán chiếc Winner và bù thêm tiền để mua chiếc xe này các bạn. Cặp lốp này đó, rất là trơn. Cặp lốp này đi đất, đi đường đất là rất là phê các bạn. Vâng, nói nhỏ với các bạn là hôm rồi tôi đi chiếc Z400 mà lên cầu đất ở Đà Lạt ấy, và bị trượt té đó, là vì sức mình yếu, trình mình non, mà chiếc xe 3 thùng mà nặng, cho nên mình xuống cái dốc và mình lên cái dốc ấy, là bị trượt té ngã. Đó, thì tôi nghĩ chiếc xe này mà để đi Đà Lạt, mà để leo đồi Cỏ Hồng, leo các loại đồi đó, và cầu đất này nọ thì tuyệt vời. Vâng, nói nhỏ các bạn, tôi có một miếng đất nhỏ nhỏ ở cầu đất và cái dốc của nó khá là cao luôn, cho nên là mình chiếc này là mình leo lên leo xuống là thôi hết bài luôn. Quá đỉnh. Ok, bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bạn xem từng bộ phận của nó nha. Wow. Đấy. Bánh trước là được trang bị thắng đĩa này, và cặp bánh mâm, xin lỗi, cặp bánh căm huyền thoại ha. Đó, những dòng xe đi off-road địa hình là thường là phải bánh căm.
Đó, và lốp gai. Đây động cơ. Có cái càng số này là tôi thấy nó hơi màu mè một chút các bạn. Hơi màu mè, hơi cầu kỳ một chút ha. Cái phía trước này đạp thì rất là ok. Chuyển số rất là mượt mà. Tuy nhiên cái gót này này, mỗi lần mình muốn đạp á thì mình phải nhấc cái chân lên, cho nên chưa quen lắm. Chứ còn để nguyên nó đạp thì không có được đó. Và mình móc số ở đây á, nếu các bạn có thói quen móc số đó thì cũng không được luôn, tại vì cái khoảng cách này nó hơi ngắn, nó móc nó nặng. Vâng, bánh trước bánh sau quay nó rất là êm này. Vâng, bây giờ tôi test thử xem cái độ rơ ngang của cái đĩa này có giống như mọi người nói không các bạn ha. Vâng, đúng là nó có rơ các bạn. Một phần là do cái xích nó rơ thì không nói, giờ mình cầm sát vào cái đĩa này đó. Thì cái đĩa đúng là nó có rơ. Thực ra thì cái đĩa này nó đóng một cái nòng mặt đạn ở đây mà làm sao mà rơ được thì mình cũng không hiểu. Nó còn rơ dọc là bốn con cao su rơ dọc thì con này không thấy. Không thấy rơ dọc, chỉ thấy rơ ngang thôi các bạn. Vâng, đằng sau đây. Cái này thì cái đuôi này thì rất là chắc rồi. Đó, đèn này. Thời trang bạn ha. Lát xích. Thắng sau thì chỉ trang bị là thắng đùm thôi. Thắng bố bình thường truyền thống. Tại vì giá thành thẻ rẻ tiền. Cây bô. Đồ để chân. Đó, đây là thương hiệu của xe đây. Được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tên của xe BZ1. Đây là cục máy. Đó. Nhớt máy 800ml. Ở đây là cái gì đây? Không biết luôn. Đó, cây bô màu đen. Vâng, với một cái máy đưa ra ngoài như thế này, hoàn toàn là giải nhiệt bằng sức gió các bạn. Vâng, cái càng thắng thiết kế nó giống như là những chiếc Rider Sachia. Để rất là bám này, khi mình đi vào đường đất cát sình lầy này. Đó. Xe được trang bị hệ thống chế hỏa khí là FI, phun xăng điện tử các bạn. Đó. Phun xăng điện tử nha. Máy hoàn toàn nằm bên ngoài. Cho nên là khi cần sửa chữa gì đó thì bạn không cần phải mở những yếm, những cái ốp ra. Đó, phanh trước thì là một bít tông. Thắng đĩa một bít tông và không thấy có thương hiệu. Không thấy ghi thương hiệu. Đó, thắng đĩa. Thuộc ống lồng truyền thống. Đó, có cao su để bảo vệ đất cát khỏi bụi bặm. Vâng, mời các bạn xem bên trên này. Đó, được trang bị cục gù chống đổ, tay ga. Và điều lý thú là có đèn ưu tiên các bạn. Nháy chớp 4 đèn xi nhan này. Và không phải xe nào cũng có nha, kể cả xe mô tô. Và có công tắc tắt điện máy khẩn cấp. Khi các bạn đang leo núi, leo đồi, leo những cái hố mà bị ngã xe thì mình tắt máy rất là nhanh. Mà lâu nay chỉ những dòng xe mô tô mới có các bạn. Đó. Còn bên đây thì đặc biệt là có công tắc bát sinh. Đó, công tắc màu đỏ bát sinh. Không phải xe nào cũng có các bạn nha. Rất lý thú. Đó, bên trên đây là ổ công tắc truyền thống. Mình mở lên. Đó, có FI này. Và có con cá vàng này. Mới mở lên là cá vàng báo động cơ ha. Đó, và một số thông tin. Báo xăng và đồng hồ. Đồng hồ số cơ truyền thống. Có báo số ở trên này. 1, 2, 3, 4. Số tròn các bạn. 4 số vòng. Vâng, về đèn thì chắc là do chi phí thấp, cho nên đèn vẫn là đèn halogen. Đó, bóng này đèn halogen. Đó, halogen 12V các bạn. Đó. Và bên dưới là đèn đờ mi. Cái đèn này theo tôi thì nó hơi bị to. Theo cá nhân tôi đánh giá thì hơi to so với cái xe. Nếu như mà nó nhỏ lại một chút ấy, nó nhỏ lại một chút thì nó sẽ ngầu hơn. Đèn to quá. Ngoài cái đèn ra thì mình chưa thấy cái điểm gì để chê các bạn.
ở chỗ đây thì không biết rằng là có cái cốp hay không, tại vì đây là nó vặn ốc lục giác rồi. Yên, đây là công tắc mở yên, mình mở yên ra thử. Ok, vâng, bên dưới đây là bộ khóa này và nắp xăng. Vâng, nắp xăng thì cũng bình thường thôi. À, vặn vào sao nó hơi khó nha. À đúng rồi. Đó, xung quanh đây thì cũng khá là trống trải. Các bạn có thể nhét được những cái khăn lau hoặc là những cái áo mưa nhỏ nhỏ bạn. Đây là túi đựng đồ nghề. Mặc dù là phụ tùng trong đây thì rất là hạn chế. Hầu như là hình như là nó không có gì nhiều, thì sách hướng dẫn sử dụng. Chắc nó là chất lượng nhé. Vâng, có hai cái móc để mà khóa mũ bảo hiểm này. Đó, mũ của bạn có cái vòng sắt thì móc vào đây được khóa yên là sẽ bảo vệ được hai cái nón. Vâng, đây đồ nghề chính xác là chỉ có cái tu vít này và một cái tay cầm chắc. Vâng, yên khá đẹp. Đây đây, cái tay cầm đây. Vâng, yên sau này không có mở ra được. Nếu mở thì mình phải dùng hai cái ống tuýp 10 mình mới mở được các bạn. Vâng, cái tay dắt này rất là phù hợp với xe và rất là tiện. Vâng, yên này màu nâu. Hình như là nó có khoảng độ 5-6 màu á, màu sơn của xe đó. Cho nên là tùy theo cái phong thủy và cái sở thích của các bạn nam nữ, có thể khi mua mình sẽ lựa chọn cái màu cho phù hợp với mình. Tuy nhiên là cái màu nâu, màu da của yên này này thì nó không đổi các bạn ha. Cho dù là màu gì thì nó cũng là cái màu nâu này. Vâng, đây là logo của S-Biker. Vâng, đây. Xe này tôi mượn của bạn Sơn, chủ shop S-Bike các bạn. Đó, S-Biker này. Cho nên là cái này là cái logo này là mới dán vô các bạn ha, chứ không phải là zin của xe. Đó, xe tôi mượn review các bạn. Đó, của shop bán đồ trang trí xe và thùng GV các kiểu, bán đồ bảo hộ xe máy này, website và số điện thoại. Đó, các bạn có nhu cầu độ thùng, độ trang trí xe bảo hộ thì hãy liên hệ số điện thoại này. Bạn Sơn. Vâng, một cái tay lái khá rộng, quá là rộng luôn. Cho nên là mình giữ thăng bằng và bẻ lái rất là tốt khi mà đường đất đá đó. Kính hậu thì không có gì để nói cả, bình thường, không có gì đặc biệt. Đó, phanh trước đĩa thì rất ok, nhẹ nhàng. Số vào cũng rất nhẹ nhàng luôn. Vâng, nếu các bạn cảm thấy thích thú thì mua chiếc xe phiên bản này thì rất nhiều cái gói, những gói độ chính hãng và những cái gói độ của con này. Tại vì cái phong cách xe này rất dễ độ và rất đẹp. Ai đi cũng được, chỉ cần bằng A1 thôi. Chỉ cần bằng A1 thôi. Và không có côn. Đó, cho nên là ai đi cũng được bạn ạ. Rất là dễ dàng. Vâng, đi làm một chiếc này thì cho dù là các bạn lớn tuổi hay là thanh thiếu niên, nam nữ thiếu niên gì thì đi đều rất là ổn, rất là phong cách. Máy thì cục máy này thì vẫn đang ở giai đoạn tranh cãi, là không biết có phải của Sirius không hay là của Jupiter. Còn đang nhiều tranh cãi. Vâng, các bạn xem cái bộ lốp gai này. Lốp gai này. Đó, để đi chuyên đi đường đất các bạn. Đường đất nha, chứ không phải đường ốc rốt, đường xấu nha, đường đất. Chính thông số của lốp là 90/100 và mâm là mâm 16. Cái vành là vành 16. 90/100. À, vành 16. 51B. Mức tiêu thụ năng lượng 1,7 lít/100 km.
Bây giờ tôi sẽ cho các bạn nghe tiếng máy và tiếng bô ha. Rồi, bật công tắc này xuống, bấm đề. Vâng, đây là bạn Tuấn Anh, cao khoảng 1m68 và chống chân là cái gót nó cũng chưa có tới các bạn. Cái xe này nhìn thì nó nhỏ nhưng mà bên ngoài thực tế là nó cũng khá là to đó. Vâng, với trọng lượng 75-78kg ngồi lên chạy vẫn rất là ok đó, nhiều bạn to con chạy vẫn được nha, vẫn ổn đó. Đương nhiên là nếu mà mình chạy muốn bốc thì không thể được rồi, tại vì phân khối nó là chỉ có 113 thôi mà. Đấy, rất là ngầu. Đó, nhiều bạn nào mà thấp 1m50-1m60 là cũng hơi với ạ. Yên mà nó cao chắc là hình như bằng chiếc Winner. Vâng, tôi chạy chiếc Winner 2 năm nay rồi nên mình cũng quen, chắc cũng cỡ chiếc Winner á. Vâng, ngầu quá. Đó, tôi đang test thử hai người hai người đi trên chiếc xe này. Đó, nghe các bạn khác review thì nói cái phục sau cũng khá là ok ấy. Hai người đi ổn các bạn. Ồ, cái view này đẹp quá các bạn. Đố các bạn biết cái view này ở đâu. À, bật mí là ở thành phố Thủ Đức các bạn ha, mà cụ thể là chỗ nào đó, các bạn có đoán được không? Vâng, hai bạn mà chở nhau đi dạo phố hoặc là đi chơi cà phê cuối tuần hoặc là đi những chuyến phượt ngắn thì tôi nghĩ rằng cái chiếc xe này ổn đó, không có gì để phàn nàn đâu. Đó, tiền ít thì mình cũng tiền chăm sóc nó cũng sẽ ít các bạn. Xe mắc tiền thì tiền chăm sóc cũng nhiều. Vậy thôi. Vâng, vậy là video cũng khá là dài rồi. Chiếc xe này tôi mượn các bạn, cho nên là mình trải nghiệm trong vòng đâu đó khoảng độ hơn 1 tiếng thôi, cho nên cũng không có nhiều lắm. Và trước đó mình cũng không tìm hiểu nhiều về những thông số kỹ thuật của nó. Nếu các bạn mà muốn tìm hiểu kỹ về thông số kỹ thuật đó, thì có thể vào website chính hãng của Yamaha để tìm hiểu ha. Tôi chỉ review sơ về cái cảm nhận của mình đó, khi mà mình ngồi lên cái xe này và cái mẫu mã của nó đọc mắt mình đó, những điểm nào hấp dẫn và thú vị thôi. Và với cá nhân tôi thì có nên mua hay không thưa các bạn. Vâng, nếu các bạn cảm thấy thú vị với video thì hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang. Còn nếu các bạn thích cái xe này thì hãy liên hệ với những đại lý Yamaha gần nhất hoặc là Yamaha chính hãng để đặt hàng cho mình một con. Tại vì tại thời điểm bây giờ là đang rất là cháy hàng và khan hàng, không có xe các bạn. Vâng, 31.500.000 là giá đề xuất. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Vâng, cảm ơn bạn Võ Huy Sơn, chủ shop S-Biker, đã cho tôi mượn chiếc xe này để làm review. Cảm ơn bạn Tùng FDV, cảm ơn bạn Tuấn Anh đã hỗ trợ cùng tôi trong video này. Vâng, bạn Tùng FDV ở đằng sau lưng rất nhiệt tình luôn.
tổng chuyên bay Flycam FPV. Đó, cho nên là hỗ trợ tôi rất tốt trong những cái hoàn cảnh về cameraman các bạn. Quá là thích thú. Vâng, tuyệt vời các bạn. Mời các bạn xem một cái góc góc nhìn thứ nhất. Đó, tôi đeo con GoPro ở trước ngực ấy, là nó vừa khít luôn. Đó, vừa khít luôn. Một cái view rất là đẹp ha. Vừa nhìn thấy cái xe, cái tay lái và cái đường phía trước. Nó không quá cao và không quá thấp các bạn. Khỏi là canh chỉnh gì nhiều. Vâng, tôi đeo cái kẹp vào trong cổ áo ấy. Vâng, cái đường hẻm này đường nhựa, mà nó là đường hẹp khá là chật. Tôi chạy thì khoảng độ 20-30 km thôi, nhưng mà cái lúc mà mình ôm cua, mình quẹo cái ngã ba ngã tư ấy, tôi có cảm giác là nó không được ok lắm các bạn. Nó hơi bị miệng nẹt, hơi bị mất tự tin. Không biết phải do mình không quen xe không, hay là trình mình yếu hay là sao. Các bạn nào đi những cái xe này cũng bị tình huống đâu. Hay là do mình quẹo không dứt khoát. Vâng, cái tay lái này nó rất là rộng chiều ngang. Rất là rộng chiều ngang. Cho nên nếu mà đi trong những cái đường mà kẹt xe là hơi bị vướng nha các bạn. Đó, ngoài cái đó ra thì cái rộng này lái nhẹ và sướng. Đó. Vâng, hai cái bánh xe này thì đều là mâm 16. Thông thường thì trước là phải lớn hơn bánh sau thì phải. Đó, đây hai bánh bằng nhau. Đó, đây là trên đường tôi chạy thử cái trải nghiệm. Đi ra ngoài cái công viên đấy các bạn. Ở đây là khu vực quận 2, ngã tư Thủ Đức. Đó đó, những lúc thế này thì cái tay lái rộng á là một cái trở ngại đó. Vâng, mình chạy xe côn quen rồi. Cho nên là lâu lắm rồi tôi mới chạy xe số. Cho nên hơi lưỡng khực các bạn ha. Vâng, số 1, số 2 thì khá là bốc, chạy ok các bạn. Số 1, số 2 thì bốc. Số 3 thì mình chưa có đường để mà chạy thử số 3 các bạn. Còn số 4 thì nếu mà các bạn chạy chậm á, thì nó hơi yếu một chút. Theo tôi là vậy. Vâng, cái vỉa hè này nó khá là cao. Đó, mình xuống lên xuống phải cẩn thận, chứ nó không là nó cạ cái cổ bô á. Vâng, mà theo tôi nghĩ thì với chiếc xe này thì mình cũng đi chậm rãi đó ạ. Chứ không thể nào mà chạy nhanh như những chiếc xe khác được. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn và gia đình cuối tuần vui vẻ. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem những video tiếp theo nha. Cảm ơn bạn Sơn, chủ shop, bạn Tùng FDV, bạn Tuấn Anh. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.